Theo hãng tin TSS, ông Vladimir Nikoforov, chuyên gia trưởng bệnh truyền nhiễm thuộc cơ quan sinh học y tế Liên bang Nga, nhận định sự xuất hiện của biến thể Omicron có thể là dấu hiệu đầu tiên dự báo đại dịch bước vào giai đoạn kết thúc. Biến thể mới có nguồn gốc từ miền Nam châu Phi, dễ lây nhiễm hơn Delta, nhưng mặt khác có dữ liệu gợi ý rằng nó gây ra triệu chứng nhẹ hơn, tức không gây tổn thương nặng ở phổi. Đây có thể là sự khởi đầu cho đoạn kết của cơn ác mộng này, cho thấy virus bắt đầu thoái lui dần. Ông Nikoforov trả lời trên đài phát thanh Govorit Moskova. Theo vị chuyên gia, Omicron có thể dẫn virus SARS-CoV-2 đi vào con đường trở thành căn bệnh đường hô hấp theo mùa trong tương lai. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đặt tên cho biến thể B.1.529 do Nam Phi công bố là Omicron vào ngày 26 tháng 11, đồng thời đưa nó vào danh sách đáng quan ngại do chứa một số lượng lớn đột biến tách biệt hẳn với nhánh Delta. Mới đây nhất, các nhà nghiên cứu Mỹ phát hiện Omicron có thể đã đánh cắp một đoạn vật liệu di truyền của virus khác, nhiều khả năng là virus cúm, khi chúng vô tình cùng hiện diện trong tế bào bị nhiễm. Theo nghiên cứu đăng trên website OSB reprint ngày 2 tháng 12, chuỗi gen mang đột biến của Omicron chưa từng xuất hiện trong các biến chủng Sars-CoV-2 khác, nhưng lại phổ biến ở nhiều loại virus, bao gồm các loại gây cảm cúm thông thường và cả trong bộ gen người. Ngày 3 tháng 12, WHO cho biết đã có 38 quốc gia trên thế giới ghi nhận sự hiện diện của Omicron. Riêng Nam Phi, số ca nhiễm đã trên 3 triệu do biến thể này lan rộng. Tỷ lệ tiêm ngừa của Nam Phi rất thấp, chỉ 35% dân số, nhưng chưa có ca tử vong nào do Omicron được báo cáo. WHO cho biết sẽ cần thêm vài tuần để tìm hiểu 3 vấn đề, mức độ lây nhiễm, mức độ gây bệnh và hiệu quả của vaccine đối với Omicron.